Anh ơi, tôi cũng đã thú tội với anh rồi. Bắt đầu từ bữa nay, anh phải giữ lời hứa của mình. Đừng có cư xử với tôi như trước nữa. Nếu anh có ghét tôi, thì ít nhất trước mặt của má, cứ cư xử như bình thường. Chuyện không vui giữa tôi và chú, coi như không nhắc tới nữa. Hai nghĩ ngợi gì vậy? Nói em nghe chứ. Đừng có ôm một mình nghe. Hai nghĩ tới chuyện thầy Du, không biết hai có hiểu lầm thầy không nữa. Hai đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Em chắc chắn là hai nghi ngờ oan thầy Du rồi. Áo hồi nhỏ của chú Du hả má? Nhìn dễ cưng ghê. Mấy cái áo này là của con đó. Hay nói đúng hơn là má tự may mấy cái áo này để mong có ngày tìm được con rồi cho con mặc. Có lúc con nóng nảy, con lớn tiếng với má. Má đừng giận con nhé. Má chỉ buồn vì con thương vợ con hơn là thương má. Má đừng có nói vậy. Lúc nào con cũng thương má, cũng muốn trọn thảo với má. Lần này về dưới, má cho vợ con về ở với con nha. Ăn cái gì má cũng thấy ngon hết á. Từ hồi có con ở nhà, má ăn cũng ngon, ngủ cũng yên nữa. Chưa bao giờ mà má thấy hạnh phúc được như bây giờ. Tình yêu đôi khi không đủ lấp đi những tổn thương. Sao vậy? Anh à, mày về tóc dài. Mâu thuẫn gia đình lên đến cực điểm. Cái gì đây? Mày quần của rõ là lột tóc dân. Mày có cổ đồ đi. Chính mày và ba đã bắt cóc con tôi. Cuộc sống nặng nề bế tắc. Em tưởng là nước ơi, má con em cũng chết. Điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết trân trọng nó. Anh thương em nhiều lắm. Em thương thầy. Đón xem Dâu bể mùa xưa 19:30 thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên HTV7.